Giả sử nếu mình không có quá nhiều cọ mà chỉ có một cây bay màu thì mình sẽ vẽ tranh gì? Câu trả lời là tranh đắp nổi. Ví dụ như mình đang vẽ một bức tranh hoa cẩm tú cầu đây. Mình phải công nhận một điều là cách vẽ này rất đơn giản và phóng khoáng. Nghĩa là bạn chỉ cần tô nền bằng cọ trước rồi dùng bay đắp những mảng màu chồng lên nhau thì sẽ tạo ra hiệu ứng đắp nổi thôi. Đối với hoa, mình sẽ vẽ ba màu tím, xanh và trắng xen kẽ để nhìn không bị chán và tạo ra hiệu ứng chuyển màu đẹp hơn. Xong, cùng xem lại thành phẩm nha.